Hôm qua, cố vấn của tổng thống Ukraine Igor Yushkov cho biết, nước này đã chấp nhận từ bỏ mục tiêu trở thành thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khi các nước thành viên NATO đã từ chối nguyện vọng của Kyiv. Ukraine sẽ không thực hiện bất kỳ bước đi nào để gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này. Tuy nhiên, Ukraine sẽ rất trông đợi vào một hội nghị thường đỉnh NATO diễn ra vào tuần tới, kỳ vọng vào những chính sách quyết liệt hơn của khối này nhằm vào Nga. Mong đợi NATO làm nhiều hơn ngoài việc cạch bỏ từ đối tác dành cho Nga trong khi một cố vấn khác của tổng thống Ukraine cho rằng lời hứa của NATO về việc giúp Kiev giành chiến thắng trước Nga còn quan trọng hơn việc chính thức công nhận là thành viên của liên minh. Trước đó, mong muốn gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột với Nga. Ukraine đã đưa ra nguyện vọng trở thành thành viên NATO vào hiến pháp năm 2019, bất chấp lời cảnh báo của Moscow về việc lực lượng và vũ khí của NATO có mặt tại biên giới của Nga sẽ tạo ra một mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được. Ukraine đã tuyên bố từ bỏ mong muốn. Còn hy vọng của Phần Lan và Thụy Điển về việc được chấp nhận đơn gia nhập NATO trong cuộc họp thượng đỉnh tuần tới cũng đã bị dập tắt. Khi thổ nhĩ kỳ, thành viên quan trọng của NATO nói rằng họ không vội vàng. Hôm qua tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayip Erdogan cho biết các nước Bắc Âu cần phải thực hiện các bước đi ràng buộc để giải quyết những quan ngại của thổ nhĩ kỳ về sự ủng hộ của hai quốc gia này đối với lực lượng người quốc mà Ankara liệt vào khủng bố các cam kết cần được đưa ra cụ thể và được thực hiện trước khi Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi lập trường ủng hộ việc hai quốc gia này gia nhập NATO. Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Thủy Điển bà Anderson. Qua đó, hai bên khẳng định tiến trình thỏa hiệp giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủy Điển và Phần Lan sẽ tiếp tục trước và sau thử định NATO. Trước đó vài ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết, liên minh quân sự này không chắc có thể vượt qua được sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ để Phần Lan và Thủy Điển gia nhập khối. Ông Stoltenberg cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng lớn đối với NATO và giữ vai trò then chốt trong lực lượng chống khủng bố cũng như vị trí địa chiến lược trên Biển Đen. Vì vậy Thổ Nhĩ Kỳ nêu ra quan ngại với Phần Lan và Thủy Điển. Tất nhiên các bên cần phải ngồi xuống sau đó giải quyết những mối quan ngại đó. And we will address... Chúng tôi sẽ giải quyết các đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, song cần đảm bảo rằng lợi ích an ninh của tất cả đồng minh đều được giải quyết, đồng thời đạt được tiến bộ trong quá trình gia nhập của họ. Thổ Nhĩ Kỳ có những lo ngại về an ninh chính đáng và chúng tôi đang nỗ lực giải quyết những vấn đề đó với Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, để đạt được sự thỏa hiệp với Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước Phần Lan và Thụy Điển có thể gặp nhiều trở ngại chính trị từ chính trong nội bộ các quốc gia này và điều này có thể khiến tiến trình gia nhập nato của hai quốc gia này là một chặng đường dài